Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nào nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch, vậy là xong. Ok. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ quay trở lại với game Jailbreak. Thì ok, hiện tại bây giờ thằng Vami nó đi đâu đó trong mấy ngày hôm nay mà cuối cùng nó đã lù lù ngay trong cầu rồi. Hú hồn chưa? mình cũng đang ở trong cầu với nó luôn. Ê, mày làm gì mà vô cầu của cụ? Chả biết nữa, tự nhiên bữa giờ đi sâu quần ở đâu ngoài, tự nhiên nó hốt tao vô đây luôn rồi. Ok. Nó kêu vô đi chơi cù, đó có con kia ở trong nó kìa, kêu kia vô kệ nó chứ, bắt tao vô chi vậy? Vãi. Kệ vô cho có bạn với nó. Ok, ê, ngồi bàn tính trốn tù rồi mày. Hả? Ok. Ê, cảnh sát kìa, chạy. Nói chung là không cần bàn tính đâu, tao với mày cứ chỉ cần chạy thôi là được rồi. Chạy, mày đang ở trong tù mà mày thấy cảnh sát mày chạy, mày bị đưng hả ba? Ồ vậy hả, tao quên, để thôi đi. Vãi anh đi. Nó trốn tù riết rồi, nó ám ảnh luôn rồi. Đi nè mày, nhanh. Ê, ra ngay chỗ nó bơm á. Thấy rồi, đang đứng sau lưng nè, nổ đi. Có thằng cảnh sát kìa. Chạy rồi. Đang chạy đi, đang chạy đi, đợi xíu. Rớt súng kìa. Không, rớt súng đâu. Đông, không được đâu. Đi đường kia đi. Ủa, cảnh sát đâu rồi vậy? Rồi ok, đường này nè ba, nhanh. Rồi mày đi hướng kia gì vậy ba? Có đâu nè, đứng lại nè, quanh lại nè. Quanh lại đi, tao có xe SWAT ngoài này nè, nhưng mà không biết có lái được không? Ơi, có lái được xe SWAT rồi nè cu. Từ cảnh sát đang FK rồi, đang mở ra cửa ra nè. Mở cửa đi. Ủa mày đang ở hướng nào? Đang ngay chỗ nổ bom á. Rồi, ra okay, lên. Ok, lên rồi, chạy. Nhanh. Hay quá cu. Ở đâu ra chiếc xe mới mua hả? Không có đâu, mới vừa ra có thấy nguyên xe SWAT nằm ngoài này. Au! Ừ, có xe đua nữa kìa. Chạy tao lái hết được rồi mày ơi. Ui, cảnh sát kìa, chạy nhanh. Bắt chưa? Vừa ra nó bắt tao kìa, cứu tao. Rồi, nó bắt mày luôn rồi, thiệt tình chứ. Ờ, cái thiệt tình. Bắt hai thằng luôn mới ghê rồi, chứ. Rồi, nó bắn tao luôn mới ghê chứ, rồi ăn cám luôn. Rồi, nó bắt tao mà nó bắn tao nữa chứ. Chuông cha, làm sao mà con cứu kịp. Rồi, chạy ra đi. Tao chạy, chứ mày đứng im vậy. Con đứng yên đâu, con đang đi ra là cái chỗ nổ băng, nổ bơm nè. Vô nhanh đi, ra nhanh đi. Rồi, tao đang chờ cửa mở. Trời, chuyện đang chạy xe ngon lành cái thấy mày đứng yên, cảnh sát lại hốt luôn. Ủa vãi. Ở tự nhiên xe con cũng bị đứng yên luôn, con hiểu lý do luôn á mày. Cảnh sát nó bò kìa, vãi cảnh sát. Ok, ra chưa. Rồi tao lên tới anh ơi nè. Ok. Rồi mày gà bom tao ra vừa. Thì đây, đợi. Ui, cảnh sát. Ê, có trực thăng kìa. Trực thăng. Ok, rồi lên, ra chưa cu? Cảnh sát đang canh, nhưng mà nó không hiểu tao đang làm gì. Ê, vậy đi vô kia, đi vô sân thượng đi, đi vô trong sân đi, coi cứu ra nè, vô nhanh. Rồi, ai? Trời, nó nổ rồi kìa. Đi vô trong sân, ủa mày đâu rồi, mày ra chưa? Tao đang chạy ra đây, tao đang chạy rồi, ra. Rồi, vô, nhanh. Cảnh sát nó bị khùng, đang chạy qua nè. Nhanh, come on baby, come on. Rồi đi. Ok. Con người. Ok, rồi đi. Wow, ơi, thằng cảnh sát kìa. Thôi, tao đi đây. Bye bye. Cứu không nổi rồi. Ai đi cứu, đi cướp cầu lửa cái hả cu? Cái cầu lửa đây lật trước nó bị lắc dữ quá không có cứu được. Ok, hiện tại bây giờ là mình và thằng Vami sẽ đi cướp xe lửa tiếp. Ok. Ý cầu lửa hình như cầu lửa chưa tới đâu mày ơi. Còn xa lắm, còn lâu lắm. Hay đồ đi, hay đồ lấy vũ khí đi. Ui, xe cảnh sát kìa. Kệ nó, xe đó bị khóa rồi, cảnh sát nó đi ăn chơi hết rồi. Vậy là bây giờ đi lấy đồ trước hả? Đi lấy vũ khí trước hả? Giờ chờ xe lửa nó qua thì mình đi lấy đồ, vũ khí thay đồ đi. Vậy là bây giờ đi lấy đồ phải không? Ok. Ok mơn. Ui, có thằng cảnh sát ở dưới kìa. Kệ nó đang lẻ loi một cuộc. Cẩn thận nha, coi chừng nhiều khi có bấm lộn nút spay cái thấy vui luôn á. Rồi đậu dưới nóc con đi, lát nữa đi cầu thang lên. Khoan đã, đợi xíu. Ôi giời ơi. Rồi, mày xuống chưa?
tao đi thì cũng sao, tao vô rồi nè. Ok, rồi tao lấy luôn. Rồi, hay quá. Bây giờ là mình sẽ đi lấy súng. Một cây nè, hai cây nè. Rồi lên 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 lên. Ủa đâu rồi? À đường đi lên đây. Sao tao hay đồ lắm cho tao hay vậy? Reason zoom suit là lộn lộn lộn. Rồi lên chưa? Lên 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 nhanh 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 nhanh. Ủa mày chưa kịp thay đồ nữa. Come on, come on. Thay đồ làm gì? Chút nữa mày cũng bắt vô cầu lại thôi chứ thay đồ làm gì? Phải. Ủa bấm E lên ba. Ô, oh, lóc rồi, ok, vô được rồi nè. Rồi lên. Chiu. Đấy. Ok, đi đi, đi đi. Ok, ok. Đấy, đợi mấy mấy đứa. Ê, xe lửa. No. Hướng này oh. Luôn, hướng này luôn, hướng này luôn. Kịp không? Ok, nó đi đường dọc qua đây nè. Rồi, nhảy xuống nhanh 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 nhanh. Ta màu gì, ta màu gì nhảy qua. Ta màu đỏ, ta màu đỏ, ta màu đỏ, nhanh 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 nhanh. Bây giờ chưa đâu, chưa đâu, khi nào có kêu nhảy là nhảy liền nha. Có bấm nút gì không? Space thôi, space thôi. Trời ơi, nó giật kìa, nhảy. Ôi. Té. Rồi 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 rồi, nhảy qua đây nè. Ôi rồi 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 rồi, ba mi. Vãi ba mi. Nhảy nó lại được rồi. Ôi, ok ok ok. Rồi xuống 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 đây nè, xuống 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 xuống. Ok, xuống được rồi nè. Ôi thì tình lắc dễ sợ luôn. Rồi ok, okay. Hay quá. Rồi để xíu để con mở cái này ra. Đúng rồi. Vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Vô đây, vô đây, vô đây, lụm lụm lụm. $100, $200. Ủa mày vô rồi hả? Sao mày đứng bên ngoài chi vậy ba? Vô đây nè ba. Ở đây vô đây gái. Ai mày lụm, mày lụm có ra được bao nhiêu vậy? Được 1,000 rồi, đang lụm, đợi xíu tao đang lụm tiền nè. Đang lụm tiền. Coi đây, 1,500 hả? Rưỡi à. Yeah, tao được 1,500 đô la rồi. Đợi xíu, tao 4,000 lận, đợi xíu. Ta đang cố gắng tao lụm nè. Vòng vòng rồi. Yeah, tao được 1,500 đô la rồi. Hay quá. Ow. Yeah. Ủa, tao bị đẩy ra ngoài rồi, không được tiền gì luôn. Mất nết bay. Mày lụm bao nhiêu tiền? Mất tiền luôn rồi, nó đẩy ra ngoài có mất tiền luôn rồi. Ồ, thì tình chứ. Tao lụm được đủ số tiền của nó rồi, nó kêu chừng nào tao rời khỏi xe lửa thì tao sẽ được tiền. Tao chưa rời, nó đã cho tao tiền rồi. Trời ơi, có nghĩa là xe lửa nó đi qua cái bên này coi như là mình không được lụm nữa. Ô lầy thật. Nó đi tới đây rồi, nó thả mình xuống ngay chạm nè. Ôi. Trời ơi, bó tay luôn. Vậy là cái nơi xe lửa nó mình xuống là mới ghê chứ. Trời ơi, thiệt tình chứ, mình đang cứ đi cứu xe lửa chứ phải là mình đi xe lửa đâu mà nhiên nó thả mình xuống chi trời. Thiệt tình chứ. Làm mất một chiến đò. Riết có xe có rước kìa cung. Cái hàng cướp vậy, cướp. Lên. Bấm phím E đi, rồi, ok, đi. Ủa gì vậy ba? Hú hồn chi mén. Rồi đi, nó đi, ra đi. Khỏi chiếc xe cái nó hiện số 9,000 ra liền. Ừ, tiền á, bỏ 9,000 ra mua. Mày đủ tiền rồi mà. Ừ, nhưng mà mua chi để dành tiền mua mấy cái xịt thai. Ta đang để dành tiền ra mua chiếc Lamborghini à. Mới được có 13,000 đô à. Mày mua Lamborghini 7 màu cô. Lamborghini nhưng mà mày phải vô trong kia thì mày mới 7 màu. Ồ vậy hả, tưởng nó có sẵn 7 màu chứ. À, nhà kho. Nhà kho, á lộn rồi nha kho. Quẹo phải. Au! Ủa đi vô đây chị trời. Lại ra lại. Ý. Xe rồi. Ý, ok. Rồi lên. Lại nè, ok. Rồi ok, đi. Trời nó bắt bể máy bay luôn. Ủa đâu máy bay đâu mà bể. Nó trên trời nãy có con đứa đang bay xuyên. Ý, lộn rồi, không đi hướng đó. Đi vô đây nè cu, đi nhanh. Ủa hồn. Ôi, tao bị mất cái cắt kê, tao bị mất cái chặt năng của tao rồi. Vậy để đâu mất ba? Ôi, có để trên này nè, mất luôn rồi, thiệt tình chứ. Đứa nào nó dám trộm cái chặt năng của mình. Mất quá, ok. Nè, ra đây nhanh lên, ra đây. Nè, ê, đi đâu vậy ông nậu? Tao vô tao hai đồ mà tao hai quà không được một mình ghê. Ok, vô rồi đó, chạy đi. Rồi đi. Bây giờ là phải tao với mày phải đi qua lại chỗ cũ. Nói chung là không nên nhảy chỗ này nữa, tại chỗ này đối với mày thì được chứ đối với tao là không được, tại vì tao không có lụm lụm hết tiền được. Sao kỳ vậy? Tại vì của tao cái 4,000 lận, tao mà lụm hết là nó qua khỏi cái chỗ kia nó đẩy nó ra ngoài rồi. À, bấm nhanh lên. Không có bấm nhanh được. Nó lại nó lụm nó lụm theo từ cái nơi đầu tiên của xe lửa lúc mà nó khởi hành á. Đây nè, đứng ngay đây là tốt nhất nè. Đó, đứng ngay đây là lúc nào cũng được đó. Nãy mày biết tao xem mày biết tao rớt khỏi xe lửa mấy lần không? Mấy? Tao rớt khỏi xe lửa 3 lần. Vãi, vậy sao mày lên được hay vậy? Nhảy phát cái nó lò tao nhảy phát lò tao lên nhảy lên hoài luôn. Ô kìa, có nó cướp được 5,000 luôn kìa. Drop the Easy Store. Oh. Nhưng mà hết rồi.
đi có thằng cảnh sát ở trong kia kìa, nhanh chạy đâu cảnh sát đâu, trong nhà này rồi. Ok lên cung, lên bấm phím mẹ đi, nhanh bấm phím mẹ nhanh. Tao kìa rồi, cái lũ đấy cũng này mà nó không nhảy lên à. Thì cần chứ, ba mi ơi là ba mi, sao mày không nhảy lên? Tù đi Hoàng Lệ Tù đi, tao nhảy không kịp, tao bấm chút mẹ mà nó không ra rồi. Hoàng Lệ Tù đi, Hoàng Lệ Tù tao chạy ra nè. Ok đợi xíu tao. Ừ có 15 giây để mà Hoàng lại cứu tao á. Vãi ba mi đi, cái đây mà còn bị bắt nữa thiệt tình chứ. Rồi ra đi coi cỡ rồi nè cu. Xe này xe 2 cửa thôi nha, không phải xe 4 cửa đâu. Ok, ôi cảnh sát nó dí tao luôn mới ghê chứ. Ôi dạ. Rồi ok tao ra rồi nè, mày đâu. Cảnh sát này chích tao. Ủa nó chích mày chi vậy? Mày chích tao. Tao nhớ mày đâu cần chích người đâu. Ai chích điện đó ba. Nhưng mà mày lên chưa? Chưa, mày giờ mày có trực thăng mày đậu đó, mày cứu tao thì mày ra cho nó dí theo mình tao ba. Vậy hả? Trực thăng ở đâu ra bây giờ? Tao làm gì có trực thăng ở đây đây. Tao có cái trực thăng ở trên kia kìa, nhưng mà hiện tại bây giờ tao đi vô không có được. Phải. Ở đây đúng đông luôn á. Rồi ok, tao sẽ đứng ở đập. Rồi ra chưa? Nhanh. Ok, đang chờ từ. Đó, hay quá. Đập quá. Wow. Rồi, lật xe rồi. Ok. Đúng rồi, đập đi. Ra chưa? Đang chạy ra đây. Đâu rồi, coi chưa có thấy mày. Cái rồi xỉu. Vãi. Ủa làm gì xỉu ba, đi không cũng xỉu nữa. Chích điện đâu, đó. Rồi ra chưa. Ủa có thằng niên lái Lamborghini kìa. Ủa ra nhanh nè. Má cửa kiểm sáng dùm sọt gần nuốt, tao chết rồi. Vãi. Tao đang ở sân á, tao đang. Đùng. Ai bắt mình tao mới ghê chứ. Ủa bắt chưa? Chết. Vãi. Ủa vãi, vừa đúng lúc nổ luôn hả? Ok, giờ tao vào đây. Hàng cửa cảnh sát ăn đi giết tao hoài luôn á. Ok, mày đứng đó mày canh nha, mày chờ tao nghe, tao chạy ra đây. Ok, ra đi. Nhanh. Đây ngay chỗ đặt bom nha. Ok, cảnh sát chết hết rồi. Ok. Quay à, có thanh niên vừa cởi luôn kìa. Wow, Lamborghini. Yeah, nổ. Bùm, hay quá. Rồi, lên đại xe nào cũng được. Đi. Rồi lên xe cao này, lên. Rồi lên luôn. Ouch. Này lên xe cao nè. Chạy. Rồi ok, đi. Ây da. Rồi xe. Vãi thằng đi. Xe lật thấy ghê không? Đi. Đi sắm nè, đi hello boy đi sắm nè. Ê mày chứ Lamborghini bà. Oh. Ủa coi mày chạy kịp thời. Ủa ra mày chạy nó mất xếp rồi. Chu cha sao mày chạy nhanh vậy? Bên phải. Mày Lamborghini xám nè. Đợi xíu, tao đang chạy thằng gì đây? Thằng cái xếp nó đang lái chụp thằng dí theo tao kìa. Kìa đi chạy nhanh dám anh luôn. Ủa Lamborghini chạy nó mất xác rồi ba. Đi hẳn đường đi. Ủa đâu phao nó chạy nhanh thiệt chứ. Lamborghini vô tới gara đó. Châu cha trò, mình đi mới vừa đi cái đây nó cỡ Lamborghini, nó cỡ gara luôn rồi. Rồi lật xe. Vô. Ủa mày đâu qua cái đó? Á, hú hồn. Dạ tới chỗ hay đồ á. Trời ơi, con đang đứng ngay chỗ này để tao đi xe lửa nè cu, qua đây đi. Ừ nó chở tao tới đây luôn rồi, nó chở tao tới chỗ hay đồ luôn rồi. Nhanh. Ok, tao đi lấy súng này. Không phải đường qua đó đâu ba. Vãi. Rồi con quay lại nè, để xíu con quay lại nè. Quay lại đi. Không được. Ok, mày đâu rồi? Không rồi đó, ra chỗ lấy súng rước tao đi. Ok, con đang qua đây. Ôi, okay. thanh niên kia lái trực thăng mà đi theo như đúng rồi luôn ấy. Rồi đâu rồi, qua đây nhanh nè cu. Đây. Chạy đi, chạy, nè, bấm phím E lên nè, bấm phím E. Ok, bấm E rồi đây. Chạy. Rồi, ok đi. Chiu. Có cứu anh đi kia không? Anh đi. Ôi chết cha rồi, đi lộn mày. Ui. Mày ơi, anh niên từ, chuyện đâu còn có đó. Rồi đi. Cái này nó cứu tao á, Vậy hả? Rồi, đi theo luôn nè, đi vô hầm luôn. Chà, tao mày mới vừa vô hầm xong cái xe lửa nó đụng đầu là vui lắm luôn ấy. Chết sớm luôn. Bắt đầu mình lùi lại theo nó luôn. Ok. Bây giờ không biết cái cầu lửa nó tới chưa ta?
Rồi, tàu lửa nó chưa tới rồi, sao giờ mày? Chưa tới hả? Chưa. Ê, nó tới là kìa, nó đang tới kìa. Thấy chưa, thấy chưa, thấy tàu lửa chưa? Làm sao lên chứ? Khoan, đợi xíu. Bây giờ tao sẽ câu giờ, khi nào mà kêu nhảy xuống là nhảy xuống nha. Ok. Bây giờ đợi xíu đi, để cho xe lửa nó gần tới ra rồi cả mày đi xuống. Okay. Tao với mày phải chơi chiêu là mới qua được cái mấy bọn cảnh sát này. Lát là lên cầu rồi đúng không? Ừ. Rồi nhảy xuống. Lên. Úi giời. Lên nhanh lên. Chết bà rồi, chạy sao kịp nó. Không sao đâu, cứ lên đi. Lên chưa? Rồi. Xuống. Ok. Rồi nhảy qua bên kia luôn. Té. Vãi mà mày, sao mày đi cái này còn té nữa cu. Thiệt tình. Ok, lên lại được rồi nè. Ok, vô lượm đi, nhanh lên. Thôi. Đi lùi vậy sao lên. Ôi, mày đừng đi lùi, mày coi sau lưng mày còn cái hộp màu đỏ nào không? Không, còn xanh với tám không mà. Ồ, vãi. Vậy là ăn hành rồi, làm sao mà lấy được. Rồi, vậy không vô được rồi. Rồi, trực thăng ở đó rớt luôn rồi. Ôi, tự nhiên cái bị rớt ra ngoài đường à, trời ơi, no. Rồi, cảnh sát đang chờ tao. Quá, trời má, nó hút một phát giặt sang dặn ra cái ngoài đường luôn, thiệt tình chứ. Tao văng ghê vậy? Tao. Trời ơi, nó bò luôn, trời ơi. Đó, thì cần nhất tao văng ra ngoài luôn rồi. Anh lên giúp, trời phải cảnh sát. Cảnh sát cho tao lên nó giúp kìa. Ok, lên xe cảnh sát luôn. Vá. Vãi, cái này giống mà điệp viên ngầm của con cướp. Rồi xong rồi bỏ lỡ luôn rồi, trời ơi, thiệt cần chứ. Tao đây dưới chân mày nè, tao đây nè. Kia lên trực thăng. Lên đây, ừ, cảnh sát đang chở đi nè. Rồi, đây. Ấy. Còn hình đi hết chỗ lên là không lên được. Trời, nó đu luôn cả chị, thiệt cần chứ. Bên kia còn chỗ lên mà không lên. Ôi, đu luôn cho được rồi, ghê thật chứ. Ok. Cảnh sát giúp ăn cướp đi cướp tiền. Khoan, hình như chỗ này là chưa có mở cửa. Ok, đi chỗ khác, chưa mở cửa, đi chỗ khác chơi. Chỗ này cũng chưa mở luôn. Đó là buổi tối phải mở cho ta đi cướp chứ trời. Trang sức đi. Trang sức. Tiệm trang sức. Ok, uầy, có một thằng cảnh sát nữa kìa. Ở phòng. Ok, xuống. Ok. Cầm súng ra trước luôn. Ok, sọc gân nè. Giết. Bắn nó, đúng rồi, bắn nó. Ủa, ai làm rớt tiền đây? Ôi, rớt ngàn mới ghê chứ. Em thấy. Đừng giết em, ai đừng giết. Đợi xíu, cậu đang lấy cái trực thăng nè. Ok, trực thăng nổ rồi hả? Đâu có trực thăng đó, đâu phải trực thăng đó đâu, có lấy trực thăng này mà. Rồi, lên. Chạy, cảnh sát lên kìa. Ủa, cảnh sát lên hồi nào vậy? Giết nó đi, giết nó. Đứa nào lại giết luôn. Ôi, cầm như mất cái súng luôn rồi. Đâu, what the hell. Lên, chạy. Rồi. Ủa, gì đứa nào lái? Mày lái đi. Cái đâu phải người lái đâu ba. Lên. Kẹt rồi, hết cho lên. Ủa, hết, khoan, hình như hết cảnh sát rồi ba, hết cảnh sát rồi. Hết rồi không? Ok. Đợi xíu. Trên đây nè. Ủa, giờ thanh niên nào lái rồi? Ok. Rồi. Lên, còn lái rồi nè, lên. Hết chỗ rồi, 4 chỗ hết chỗ rồi. Ủa, da phùn dữ vậy? Ủa, mày đang đâu vậy? Đây, về với anh. Tao lên ké vô này. Ok. Vậy để tao đi qua bên đây trước. Đi. Đâu vậy? Đi ra chỗ này nè, chỗ kia nó chưa có mở cửa. Ok, đợi xíu. Sắp sửa là có thêm một cái trực thăng nữa rồi. Cảnh sát. Hay. Ủa, cái chỗ này mình coi thử nó mở cửa chưa? Nó chưa mở cửa phải không? Ừ, chưa, nó chưa mở cửa, nhưng mà có thằng cảnh sát đang ở dưới kìa. Đi qua đây nè. Đi theo. Ý, nó mở cửa rồi kìa. Ai có key? Rồi, có người có key kìa. Vô. Đi cô, đi nhanh. Sao lưng mày đây? Ê, còn mất cái súng rồi mày ơi, còn bị mất cái súng rồi.
Mất cái súng hả? Ừ. Không sao, tao bắn cho. Coi chừng chết nha, coi chừng chết nha. Bây giờ. Ôi, nước nữa hả? Không, mày thích thì mày bơi, còn không thì ao. Chơi dại rồi, thiệt tình. À! Rồi chơi dại luôn rồi, thiệt tình chứ. Tao còn có chút xíu giọt máu à. Trời ơi. Ai bắt tao vậy? Dạ, cứu tao, quay lại cứu tao. Bị khóa rồi nè, để là cứu tao nè. Tao nằm rồi. No, đợi xíu. No, ủa đứa nào bắt hay vậy? Rồi, nó hát rồi, gặp ngay thằng hát luôn mới ghê chứ. Từ đâu ra có thằng ánh sáng nó hát đi xuyên tường rồi. Rồi. Nhỏ ghê vô tới đây. Ok, dừng clip đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video tại đây thôi. Thì bạn nào thích cái video này thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia để nhận nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người.